Fiamma nó là ngọn lửa. Từ này, cái từ này nó là cái từ mà bản thân trong cái bài hát thôi. Chị mà cái bài này vì sao nó có móc giật của mình là móc giật nó mới tạo cái lửa. Bập bùng bập bùng. Em cần cái đấy mở đầu nó có nhé, sau đấy nó bay giật đi. Một con cái. Cái chỗ này em phóng từ nhỏ lên to này. Cái chỗ này chỗ này nhá, em sẽ được hơi ran một tí ở đây. Này sẽ hơi ran hơi được một tí ở đây, đúng chỗ này thôi. Đây còn cái chỗ này nó chia đáng em phải to dần. Em với em hát đi. Bắt đầu nhỏ đây. Bắt đầu nhỏ. Và vì chỉ phóng là lên to nhất mà chỉ là em và anh ấy không phải là nhà ấy thì anh sẽ làm thêm một động tác nữa cho đoạn này nó đỡ nhàm. Nhanh gần rồi đấy. Và sau đấy nhá, để cho dễ cho em này, để em đỡ phải đếm nhá, đợi yên lặng đã. Và cái câu này kiểu vang lên trong yên lặng ấy. Đây kiểu như này nhá. Ta 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 ta. Có một chỗ nữa em cũng sẽ rất là 2 giờ rưỡi một ít. Sơn sà pam pam street. Còn một cái nữa nhé là những cái mình nhấn là em cũng bay, em cũng bay hết nhấn, bay nhấn và bay giật. Hai nhấn bay đấy. Nhấn giật và cẩn thận hay không bắt đầu bấm nhé. Bài này nát rồi.